mọi người, mình là F-Mobile đây. Các bạn ơi, sắp tới thì Heavy sẽ tổ chức sự kiện tuyển talent từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 tại group của Heavy. 6 bạn được chọn sẽ được tặng 1.000 kim cương và có cơ hội trở thành thực tập sinh tại nhà chung và được ra mắt với tư cách là thành viên chính thức của Heavy. Rất mong được làm việc với các bạn và chúc các bạn may mắn. Các bạn ơi, con số đã tăng lên rồi. 26% các bạn trên kênh của mình đã bấm vào nút đăng ký. 73% các bạn còn lại đã xem nhưng chưa bấm nút đăng ký. Trước khi xem video, các bạn nhớ bấm vào nút like, nút đăng ký và bật nút chuông lên để mỗi lần mình ra video các bạn sẽ nhận được thông tin sớm nhất nha. Và đó là những điều mà các tuyển thủ cần phải để ý. Trong mặt thi đấu đầu tiên, đó sẽ là đảo quân sự với một đường bay. Bây giờ nhảy là cắm đầu xuống nhà lò này anh. Ok. Tới đây nhảy, nhảy qua nhà lò nha. Tới đây nhảy đẹp này. Ok, nhảy nhà lò nha. Để xem nào, Công Chiêng với những cái tên như là F-Mobile cũng như là anh Boss đang di chuyển vào khu vực thung lũng. Anh nghe tiếng nổ súng đấy. Có. Cẩn thận trên đồi. Trên đồi có nha. Ở trong này có người, không biết rằng anh Boss có phát hiện ra cái điều này không đây, nhưng có vẻ như góc này là đã nhìn thấy rồi nhưng bị bắn khá đau. Quyết định là phải bật thảo vọng mình lên và để xem nào. Bắn thì đau rồi, chỉ gọi rất là 14 máu mà thôi, nếu không di chuyển vào là quá nhanh. F-Mobile ở ngoài này vẫn chưa thể cover tốt cho người của mình. Ma lao vào ma cũng phải nằm luôn. Mắc bẫy trên tay của F-Mobile thì có làm được những cái điều gì hay không đây? Khi mà vị trí của đối phương đang diễn ra một cách cực kỳ đông, và năm đây là cái tên tiếp theo phải nằm xuống. F-Mobile. Đặt kèo không ra nhỉ? Anh Phò ẩu quá anh ơi. Tém này tém thằng biết thôi. Nó có một thằng có vợ ở trên đồi mà. Anh không thấy. Chủ tịch của chúng ta đang phải bỏ chạy ở tình huống lần này, nhưng không muốn phải nằm lại chiếc thứ 12. Khi mà Sister họ tỏ ra mình quá là mạnh ở pha thi đấu vừa rồi, tình huống mọc lót cũng như là cover cho nhau là quá hay. Và để xem nào, F-Mobile có chạy được ở trong tình huống lần này không đây, nhưng có vẻ như cái góc này là có đã bị các thành viên của Sister ngắm phải rồi thì phải. Và để xem, 30 máu không tài nào để chạy được một lần nữa, và Công Chiêng chính thức nằm lại với chiếc thứ 12 trên bản đồ. Hơi tiếc một chút xíu với những đại diện tới từ khu vực Việt Nam. Nhưng không sao cả, ra vẫn còn đấy là hai game thi đấu ở trong chế độ sinh tồn này nữa. Chỉ mới trải qua game thi đấu đầu tiên mà thôi, đây có thể gọi là một game thi đấu nháp, một thi đấu mà chúng ta có thể gọi là thăm dò những cái lối chơi của đối phương để có thể tiếp tục cải thiện ở những cái game thi đấu tiếp theo. Chúng ta vẫn còn đấy là hai game thi đấu nữa. Cơ hội của Việt Nam vẫn đang là còn trong ngày thi đấu hôm nay. Có một tem nha. Đâm luôn. Ui, hai tem luôn, nhảy vô trong luôn. Nhảy vô trong đâm luôn. Đoạn nào? Thăm minh nè. Trái một hả? Dũng ơi. Để xem nào. Ngoài kia thì Cao TV tiếp tục knock out chiếc của anh Four. Trời ơi, hãy đi diễn ra đây, tiếp tục những đại diện tới từ khu vực của Việt Nam. Knock nè. Yếu này. Nhảy xuống dưới nhiều. Đàn bầu dừng lại vị trí thứ 11. Thành Mức vẫn đang cố gắng để quấy. Vị trí của chú Bell đã phải nằm ngồi, Cao cũng đang nằm yên ở kia, đang cố gắng để cứu. Thành viên của Công Chiêng vẫn đang bọc lót cho nhau là quá tốt. Và tiếp tục là Sáu Trúc dừng lại vị trí thứ 10. Rồi liền. Không chết ai cả. Ok, đẹp. Để mình phải cháy như thế chứ, hai vét ở dưới đây. Tờ đang đứng ngay khu vực mê cung này và Công Chiêng đang đẩy vào khu vực mê cung, có rất nhiều góc khuất. Có người trong mê cung nha. Có người kìa. Máu đây, nhập máu đi, máu xuống đây, xuống luôn kìa. Bây giờ theo em nè. Kìa, bắn. Đấy, đẩy rồi đó. Nóc chưa anh? Chưa. Nóc. Va vào Sister, chúng ta cũng ra đi. Nhưng mà đấu này thì có vẻ như đã có thông tin đó là Ma Gaming với khẩu AC80 rất chuẩn xác. Một tình huống xử lý gọn gàng tới từ Ma Gaming. Bên này thì anh Four đang cầm Vector đôi, đang cố gắng để lùa góc còn lại. Chúng ta khởi đầu rất nhanh chóng. Trước mặt anh nha, sát gần có nha. Lên đi anh Four. Như vậy là đã nhường Victor đôi cho anh Four. Anh Four đang cố đẩy với khẩu Victor đôi trên tay. Không hiểu có trách đủ góc hay không, nhưng vừa bỏ qua một góc rồi thì anh Four có thể phải trả giá với sai lầm này. Anh Four bước ngang qua đối thủ nhưng không trách kỹ góc. Cả đội hình bên phía của Công Chiêng không nhìn thấy điều đó. Rất bất ngờ, đấy là một trong những lý do mà chúng ta thấy được sự khác biệt rất lớn giữa người chơi nghiệp dư và người chơi chuyên nghiệp. Và khi bạn trách góc đủ kỹ hay không, thế này thì anh Four biết được đối phương ở đây. Và Ma Gaming vừa gọi được cái hào phòng vẫn rất dễ dàng đẩy vào luôn. Tấn công của đối thủ có bác 7 ở trên tay, Ma Gaming vẫn đang cố để bên này thì có Vector đôi. Nhảy xuống tới từ Nam Lầy đang rất cố để bắn bên kia, anh Four bị nốc rồi. Anh Four bị nốc rồi. Yếu anh ơi. Rồi. Không còn chỗ nói. Cái gì vậy? Mèo quá. Giờ đó anh kêu yếu mà em thuộc nó quá trời, nó không chết. Cái gì anh chết không biết lý do luôn á.
có đó mọi người ẩu quá. Ơ cái gì vậy? Solo thù nó khó quá. Tình huống chạy bò là vô cùng khó chịu và xin được chúc mừng đại diện của Buyala Indonesia lần nữa, họ lại thể hiện được cái khả năng đi bò rất tuyệt vời, đặc biệt là những màn giao tranh. Trong khi đó thì nói ra là chúng ta đã có cơ hội để clear team foul đấy chứ, không phải là chúng ta không có. Nhưng mà vấn đề là đó là tình huống xử lý đắng ngắt mồm tới từ đội bên phía của Cổng Chiêng, rất rất là đau mắt với tình huống xử lý đó khi mà để 1-4. Một mình anh chàng Tifa cân 4 được tình huống đó. À Tifa sister gì đó tôi không nhớ, nhưng đó là tình huống 1-4. Và thực sự là khó chịu. Và nói rằng các thành viên bên phía của Cổng Chiêng đã mắc một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Thôi cứ bắn đi, cứ bắn được, bắn đi. Em bắn quen rồi. Để cho trong một tấm đi anh. Ê, cái bên anh pho có một, cái bên anh pho có một. Thôi, hai luôn hả? Bắn chậm lại chờ xíu. Anh em ơi, đi anh em ơi, chờ xí câu thời gian, câu thời gian lên nha. Ok, anh tới sau lưng nè, Ma ơi, tới giùm phụ Ma. Tôi thấy nha. Nó bắt chưa nó. Nhảy ra. Yếu hai. Hay. Nó tiếp, còn thằng của anh. Lên luôn. Hay. Lên luôn. Trời, top 12. Ăn tao lần 3 cái. Ăn tao lần 3 khổ cái. Ở bên này thì Ma đang cầm cho mình một cây súng mới vừa ra mắt, đang cho thấy khả năng bắn và tẩy đạn cực kỳ nhanh và lượng sát thương đem lại rất nhiều. Và có thể cứu được Ma hay không? Bên trên này thì anh Pho đang ngồi để có thể cover, nhưng dường như thì không thể bắn được sang góc bên này rồi. Ở vị trí của Nam Lầy đang xây với cây súng M249 và có Ma. Vâng, đội hình của Rafael phải nằm xuống vị trí thứ 6 rồi. Cái chúng này đang phát huy được sức mạnh của mình. Ở đầu bên kia thì vẫn đang có một đội tuyển với cả 4 người. Ở trong khi đó thì Ma Gaming còn sống, AS còn sống, anh Pho còn sống và Nam Lầy cũng thế, với 5 kill hạ gục. Và tỷ lệ cao thì đội hình AS sẽ giành cái Buya trong ván thi đấu này. Và chúng ta đã nhìn thấy các thành viên bên phía của Cổng Chiêng đang được bắn. Căn nhà mà họ đang đứng là căn nhà duy nhất ở trong vòng bo này, và họ lại đứng một cách thoải mái, rất nhiều những điểm backup. Anh Pho thậm chí là đứng trên tròi rất dễ dàng và liên tục những viên đạn có M249, đồng nghĩa với lượng đạn được bắn ra có thể xóa tan đi tất cả những quả bóng kéo xuất hiện. Bo co vào sẽ là rất khó khăn, và nhìn thấy người tới từ trường Ma Gaming, Ma đang bắn, Ma đang gọi viên đạn là chính xác. Ma đổi được mạng nhưng không sao cả. Ăn hết máu nha. Bắn luôn anh. Nó còn luôn. Nóc luôn. Cá. Có thằng đang chạy xuống nữa. Có thằng chạy xuống không? Nóc luôn. Kè nó ngò ngay mấy đồ kìa, thấy không? Đằng sau hết rồi anh ơi, kè trước rồi. Nó trên cái đồi hết á. Yếu, thằng đó yếu nha. Nóc. Trái, chạy kìa. Trái. Em đang chạy, anh yên tâm. Ok, từ bình tĩnh, chậm lại, con thằng chạy xuống kìa. Rất tuyệt vời, và đây khả năng cao sẽ là cái Buya dành cho team Cổng Chiêng. Bởi một trong hai đội tuyển này họ sẽ cờ lia nhau, họ sẽ bất người cùng với nhau. Và nếu như có thông tin về phía trên lên thì có vẻ như là cũng đã nhận ra điều đó rồi. Những cú đẩy từ Cổng Chiêng đang được thực hiện sẽ là ép bỏ tình huống này. Bên phía sister họ chỉ có lại một người duy nhất mà thôi, và các thành viên của team Neo đang cố gắng để đẩy lên. Khả năng sẽ là bị clear, giờ là Ma đang được bắn. Rất tuyệt vời. Vâng, và bây giờ thì các bạn có thể thấy được rằng Cổng Chiêng Việt Nam sẽ áp đảo hoàn toàn tất cả 4 người. Bên trên kia thì đội bạn đang có 2 đội tuyển và nhau, và mỗi đội tuyển còn 1 và 2 người mà thôi. Vâng, chỉ còn lại 3 người, một đội còn 2, một đội còn 1. Và 100% Buya dành cho đội tuyển Việt Nam. Không có cái lý do gì Việt Nam không thể dành cho Buya trong ván thi đấu này. Và sẽ bay màu thêm một người chơi nữa, anh ta đang cầm cho mình đó là 1873. Chỉ còn lại cho mình tầm 40 máu mà thôi. Sitter bay màu vị trí thứ 3 rồi. Anh chàng cuối cùng như cá nằm trên đất đang muốn tay bỏ vào tự sát. Vâng, Việt Nam có để điều đó xảy ra hay không? Và đây là cây súng M249 ngồi xuống và khả năng bắn cực kỳ cao. Và có mạng dành cho Ma Gaming và trên 10 kill hạ gục. Và đó là Buya dành cho đội tuyển của Việt Nam. Buya lấm lại lên. Lấm lên. Cổng Chiêng rất tuyệt vời khi Cổng Chiêng đã giành cái Buya trong ván thi đấu cuối cùng.